Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chào rồi, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu mua giải mới rồi. Thì mua giải mới thì sẽ có meta mới thì các bạn phải theo dõi kênh Mơ Sướng Cường Lao các bạn nhé. Và clip này mình muốn gửi tới các bạn một vị tướng Gian, khi mà trong một vài meta gần tới đấy thì Gian là một vị tướng nó mạnh kinh khủng khiếp các bạn nhé. Một vị tướng nó rất là mạnh. Thì clip này mình sẽ đi tiếp tục với một series Gian đi rừng. Và những cái phù hiệu build đồ bằng ngọc thì mình đã để ở clip và ở những clip trước rồi. Và clip này mình sẽ nói rõ tiếp tục một combo về combo vị tướng Gian này để các bạn chơi thật là hiệu quả hơn. Như các bạn đã thấy thì cách mình farm lính luôn luôn mình tích cái nội tạng chữa 1 của nó để farm thật nhanh hơn. Và các bạn đã biết thì Gian sẽ dùng được hai cái nội tạng, đó là nội tạng chữa 1 và nội tạng chữa 2. Nội tài chữa 1 thì sẽ gây cho mình cái lượng đam to hơn, còn nội tài chữa 2 thì sẽ được dùng lướt 2 lần và có thể né được sát thương, có thể outplay đối phương thật là tốt hơn. Nhưng tổng quan lại thì chúng ta sẽ xuyên suốt dùng nội tài chữa 1 chữa 2 theo từng tình huống thật là gọi là hợp lý, thì các bạn sẽ gây được cái hiệu quả với cái lượng đam tốt cho bị tướng Gian. Chẳng hạn chữa 1 thì nó sẽ có lượng đam to ở giai đoạn đầu game, thì chúng ta sẽ sử dụng nó ở giai đoạn đầu game để có thể là đánh nhau vào ở giai đoạn đầu game. Còn chiêu 2 để chúng ta dùng được né sát thương, điểm mạnh của nó là như vậy, thì chúng ta sẽ dùng cho những cái pha combat bay vào 2, 3 hoặc 4 vị tướng, để trong cái quá trình bay đấy chúng ta sẽ né được sát thương. Còn cách combo của nó thì đương nhiên rồi, kích hoạt chiêu 3 đấy, và tải kích hoạt chiêu 3 và đánh thương. Đấy, đánh thương một cái. Đấy các bạn nhớ nhá. Tại vì sao lại đánh thương? Khi các bạn kích hoạt chiêu 3 và các bạn còn nội tài chiêu 2 rồi, thì khi các bạn đánh thương một cái thì các bạn sẽ được kích hoạt nội tài chiêu 2 và được dùng thêm chiêu 2 thêm một lần nữa. Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ, kích hoạt chiêu 3, đánh thương một cái, nhớ đánh thương một cái mới được dùng chiêu tiếp theo nhá. Chứ không là các bạn kích hoạt chiêu 3 cho các bạn dùng chiêu 2 luôn là fail. Cho nên là kích hoạt chiêu 3, tải kích hoạt chiêu 3 rồi đánh thương một cái, dùng tiếp chiêu 2, xong dùng chiêu 1 đánh thương một cái, xong dùng tiếp chiêu 2. Đấy, rồi tiếp tục chiêu 3 này. Đấy các bạn nhé, đánh thương một cái, xong chiêu 2. Đấy, cứ mỗi lần mình dùng chiêu 2 thì như nào ạ? Thì mình sẽ phải đánh thương một cái. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì cái nội tài của chiêu 2 này các bạn đều biết rồi, nó cường hóa theo đo đánh kế tiếp. Đấy, cho nên rằng xuyên suốt trong những cái pha vừa rồi thì mình đã dùng cái nội tài chiêu 2 rất là nhiều. Nhưng có những cái pha combat thì mình bắt buộc sẽ phải dùng chiêu 1, bởi vì cái nội tài chiêu 1 thì cái lượng đam rất to các bạn nhá. Rồi, thì những trường hợp như nào thì dùng chiêu 2 thì mình đã nói ở đâu clip rồi. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng vào những pha combat né skill, hoặc là combat vào băng trụ chẳng hạn ấy, hoặc các bạn sẽ có nhiều vị tướng. Đấy, rồi, có một cái quan trọng là các bạn, ôi dồi, 4 clip gần đây các bạn ạ, nhiệt tình của đam mê của các bạn ạ, quên quảng cáo cái webshop một phát. Anh em nào có nhu cầu mua nick thì các bạn hãy thực sự các bạn ạ, anh em nhu cầu mua nick các bạn ủng hộ cho mình một cái nick shop của Dương Điểm VN các bạn nhé. Và đặc biệt rằng các bạn có nhu cầu mua Quân Huy ấy thì các bạn hãy liên hệ vào số điện thoại Zalo của mình Quân Huy nhá. Quân Huy của mình hiện tại thì không còn Quân Huy 99 nữa đâu, mà còn Quân Huy sạch. Nói chung các bạn sẽ nạp rẻ hơn thẻ Garena so với tầm khoảng 100.000. Chẳng hạn như mình có một cái gói là 1.544 Quân Huy. Nếu các bạn nạp thẻ đâu đó còn tầm 750, gần 800.000 thì mình chỉ lấy cái giá tầm 650 thôi các bạn nhé. Thì các bạn sẽ rẻ hơn tầm hơn 100.000, thì nói chung đó là một cái rẻ hơn các bạn rồi. Nhưng đây là Quân Huy không bán, Quân Huy không bán nhá, không bán. Đấy, còn Quân Huy bị bán, tỷ lệ bán thì nói chung là Quân Huy 99 thì hiện tại bây giờ nó auto bán, cho nên mình không bán. Mình không bán nhá, bởi vì cái loại con đấy, thằng này chết rồi đấy. Đấy, từ từ kết quả đấy. Chiêu 3 rồi, bắt kiểu gì đây, đánh thương rồi kích hoạt chiêu 2 tiếp. Đấy, rất là easy các bạn nhé. Đấy, thì Gian ở mua mới này thì nó sẽ còn, nói chung là để mà nói thằng Gian, bởi vì cái chiêu thức của nó, cho dù nó có bị giảm nét cái lượng sát thương đi chăng nữa thì vốn gì các bạn biết thằng Gian nó mạnh từ đâu không các bạn? Các bạn có biết thằng Gian nó mạnh sát thương thì nói chung là để mình nó là thừa. Gian là một vị tướng thừa sát thương. Cho dù nó có nép sát thương đi chăng nữa thì nó vẫn còn rất mạnh. Bởi vì như nào? Đây là một vị tướng khi đạt level 11 rồi thì nó cương hóa tất cả được
3 lần cường hóa rồi. Thì nó sẽ gọi là kiểu như nào ta? Hiện tại bây giờ không còn như cái game như trước ấy. Ngày xưa các bạn hình như mua 2, mua 3, mua 1 ấy, thì các bạn chỉ cần combat tầm khoảng dao động tầm 10 giây đến 15 giây thôi. Đấy, thì xong một combat thôi. Nhưng khi người chơi kỹ năng càng cao thì trong mỗi pha combat càng kéo dài, có những pha combat kéo dài đến tầm 1 phút thì là những vị tướng combat dài hơi nó lên ngôi. Đấy, nó không còn hợp meta những vị tướng combat trong một combo nữa. Chẳng hạn như Zeal, chẳng hạn như những vị tướng nào một combo là hết thì nó sẽ không còn hợp với những vị tướng đấy, mà meta này phù hợp với những vị tướng combat càng lâu càng mạnh thì đấy là những vị tướng phù hợp. Đấy, lý do mình giải thích các bạn hiểu meta, lý do vì sao không còn những vị tướng sát thủ kiểu như ngày xưa hot nữa, mà là những vị tướng gián thiên thiên về đấu sĩ một chút, thiên thiên về trâu bò một chút. Đấy, đó là cái meta hiện tại, đó là kỹ năng ái cũng cao rồi. Người ta combat không phải là một phát các bạn sẽ bị chết ngay như ngày xưa nữa, mà nó sẽ còn combat dài hơi. Đây chẳng hạn cái pha này các bạn yên tâm, cương la thì phải cân hai thôi. Đấy, chuyện đơn giản. Cái pha vừa rồi các bạn hiểu không? Mình bấm tật cái chiêu hai đi, nếu mà chiêu hai mình giết được xử lý mình sẽ hôi máu và cái pha này mình sẽ lướt tiếp chiêu hai để mình ra. Đó chỉ là lý thuyết thôi nhưng mà không sao các bạn nhá, đó chỉ là một pha ảo từ sức mạnh của mình thôi. Không phải do mình kiểu mày phân tích quá để các bạn hiểu cái meta hiện tại bây giờ. Rồi còn meta cái mùa mới này thì để mà cụ thể nó định hình như thế nào thì ít nhất phải tầm một tuần cho đến nửa tháng thì mới định hình được cái meta này. Sau những cái pha nép, những pha tăng sức mạnh của các vị tướng khác thì chúng ta mới có thể khẳng định được rằng meta ở mùa mới này thì nó sẽ như nào các bạn nhé. Và để muốn biết được thật cụ thể thì các bạn chỉ cần đơn giản thôi, bấm vào follow kênh của mình và mình sẽ cố gắng cập nhật về những cái vị tướng hot beta. Nếu như kênh của mình ấy thì chỉ làm những vị tướng hot beta thôi để giúp các bạn leo rank thôi, chứ mình không làm những vị tướng yếu đâu. Những cái vị tướng không phù hợp để leo rank hoặc những vị tướng yếu hoặc quết thì đó chỉ những clip vui thôi, còn mình sẽ không làm. Đây cái pha này mình bắn trụ các bạn nhé. Đây chưa 30 hồi tiếp, từ bình tĩnh sập rồi kích từ lù chìm cút bình tĩnh anh em nhé. Đấy các bạn hãy nhìn cái cách của cơn lao chưa ba combo. Đây chiêu hai tiếp rồi tiếp đấy các bạn, chưa ba hồi lại sọc tiếp rồi các bạn thấy chưa. Cách mình combo gián là một vị tướng đánh combat càng dài hơi nó càng mạnh, bởi vì khi level 11 trở đi thì gián càng đánh nhau thì chưa ba nó càng hồi. Khi hồi chưa ba thì nó bay liên tục, mà khi bay liên tục thì chiêu hai nổ tài lấy được nhiều, mà lấy được nhiều thì các bạn phải biết rồi, càng đánh càng mạnh, thằng gián càng đánh càng mạnh. Cho nên là thực sự để mà mình nói thì ít nhất phải tầm vài cái mùa nữa thì thằng gián nó cũng bị yếu đi, hoặc là các vị tướng mới nó ra mắt nó counter thằng gián thì vị tướng nó yếu đi, nhưng gián nó còn thống trị dài anh em ạ. Đấy cho nên đó một cái điều mà các bạn phải biết về vị tướng gián này, không phải tự nhiên mình làm nhiều clip gián này đâu. Với lại thứ hai này rằng một cái bình tĩnh anh em khoan. Với một cái rất là quan trọng là anh em phải nhớ giúp cương lao các bạn nhé. Ôi cái pha này, từ bình tĩnh anh em phải nhớ giúp mình là anh em ủng hộ mình kiểu có nhu cầu muốn nick thêm. Ôi cái pha này toác rồi, chưa bắp kích hoạt lại. Ôi xong rồi. Đấy anh em có nhu cầu mua nick hoặc bạn bè giới thiệu thì có thể giới thiệu giúp mình, bởi vì mình biết cái giàu dư thì nói chung là nhu cầu mua nick nó kiểu bào hoa rồi. Cho nên là ví dụ như các bạn nào có anh em bạn bè nào có nhu cầu mua nick thì các bạn hãy nhớ đến cương lao các bạn nhé. Đấy mong các bạn hãy nhớ đến cương lao, và đặc biệt là quân huy thì các bạn nhớ đến mình khi đang có sự kiện nạp, thì các bạn đừng có nạp ở đâu cả mà vào liên hệ Zalo để nạp, để ủng hộ mình một đôi chút để mình có thể cố gắng. Rồi xoay quanh này trận đấu này thì mình muốn hướng dẫn cụ thể lại, bởi vì sau những hai clip vừa rồi thì mình vẫn thấy các bạn vẫn đang mơ hồ về combo của vị tướng gián này, thì mình muốn nhấn mạnh lại một chút về combo. Đó là khi tất cả các bạn bắt đầu vào combat hay như nào thì bắt buộc các bạn phải kích hoạt cái chiêu ba này. Các bạn không được giữ chiêu ba nhé, các vị tướng khác các bạn giữ được, những gián bắt buộc kích hoạt chiêu ba là cái việc tất yếu. Đấy muốn vào hoặc chuẩn bị đánh nhau thì phải kích hoạt chiêu ba. Xong rồi chúng ta sẽ tải kích hoạt chiêu ba. Đây các bạn thấy chưa, mình chỉ cần gặp thôi, gặp một phát thôi là mình kích hoạt chiêu ba liền. Thằng này thì chim cút rồi cho nên thôi mình sẽ tha nó. Đấy và khi các bạn gần tới mục tiêu thì sẽ tải kích hoạt chiêu ba và đánh thương một cái, xong các bạn dùng luôn chiêu hai đánh thương chiêu một, xong lúc đó các bạn sẽ được hồi chiêu hai tiếp và kích hoạt chiêu hai đánh thương tiếp. Và các bạn nói chung thì
khi mà các bạn đạt đến từng đó thì mình nghĩ là bất kỳ vị tướng nào nó cũng sẽ yếu máu hoặc chết thôi. Cho nên mình sẽ không nói tiếp cái combo dài hơi. Và combo dài hơi thì nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy các bạn nhé. Lặp đi lặp lại. Đấy, khi kết liễu một đối phương rồi thì các bạn sẽ được hồi chiêu 3 và các bạn sẽ kích hoạt chiêu 3 tiếp và đánh thương tiếp. Xong các bạn pháng chiêu 2, chiêu 1. Chiêu 2 đánh thương chiêu 1, xong bắt đầu là chiêu 2 tiếp. Thì xong một cái bộ combo đấy khả năng sẽ giết chết một vị tướng. Đó, các bạn hồi lại combo tiếp thì các bạn sẽ lặp đi lặp lại combo như vậy. Cho nên clip này mình nhấn mạnh cái bộ combo vị tướng gián là như vậy các bạn nhé. Còn cái điểm hạn chế khó của vị tướng gián đó chính là chiêu 2 hoặc cái phạm vi tiếp cận. Nếu các bạn dùng chiêu 3 mà tiếp cận không trúng mục tiêu và kích hoạt chiêu 2 để tiếp cận trúng mục tiêu thì các bạn sẽ không đủ cái gọi là chiêu thức để các bạn áp sát để mà đánh mục tiêu. Cho nên hy vọng các bạn hãy cắn chiêu 3 làm sao cho chuẩn xác để bay vào đúng mục tiêu. Đấy, chẳng hạn như phá vừa rồi mình bay xịt thì mình không thể nào dồn công được. Thế mình sẽ phải lui ra. Đấy, mình sẽ phải lui ra cái pha đấy. Rồi, cho nên cái pha này thì đây là pha combat của Gung thôi. Mình nghĩ nói chung là trận đấu đến đây kết thúc rồi. Và hy vọng gặp lại các bạn ở những clip sau. Và các bạn nào có vấn đề gì hãy comment phía dưới phần comment này. Và hẹn gặp các bạn ở clip sau. Mà tất cả các bạn ơi mà yêu, bye bye.